Alo, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và có nhiều may mắn nha. Thì hiện tại cửa hàng bên em về khá nhiều xe, những chiếc xe bên này thì đa số là xe đang để bên này cũng có khách cọc rồi. Đấy, khách cọc đang chờ rút hồ sơ. Đây, Mazda rồi Alveo, Vios này cũng có khách cọc rồi. Đấy, thì chiếc này cũng mới về Hyundai Getz 1.3. 130 triệu anh em mua về tập lái đi gia đình rất hợp lý nha. Những xe đang dọn thì em để bên này. Còn bãi bên kia thì cũng rất là nhiều mẫu xe ô tô giá rẻ cho anh em lựa chọn tầm khoảng 30 đến 40 đồ xe nha. Anh em có thể tới để mình tham khảo rồi mình trải nghiệm. Số hotline thường lệ của em Việt là 0969711141 và 0936793793 nha. Và trong buổi sáng hôm nay em tiếp tục cập nhật cho anh em một mẫu xe mà trong thời gian vừa rồi có rất nhiều anh em hỏi em, đó là dòng Hyundai Tarez. Hyundai Tarez là một cái dòng xe mà 9 chỗ ngồi, rộng rãi, phù hợp cho anh chị bạn mua về làm tập lái này. Rồi là những cái đời thấp thì mình có thể tập lái, dạy xe, dạy lái đi đường dài rất ok luôn. Rồi làm xe trung chuyển này, xe vận chuyển học sinh, rồi công nhân làm rất là hợp lý. 9 chỗ ngồi, đăng ký 9 chỗ ngồi, sản xuất 2005, đăng ký 2007, xe không có niên hạn sử dụng. Thì không rõ niên hạn là tức là chiếc xe này nó sử dụng hoài luôn, nó không có năm hết hạn sử dụng anh em nhé. Có nhiều chiếc xe nó có lên Tarez, dòng Tarez này, nhưng mà nó lên tải van thì nó có niên hạn sử dụng đến năm bao nhiêu là nó không sử dụng được, nhưng mà xe này là 9 chỗ thì không có niên hạn nha. Và đặc biệt là số tự động, máy móc côn số, máy móc rồi số đi rất là nhẹ nhàng. Phần thân vỏ bên ngoài cũng khá là liền, nước sơn có màu xám lông chuột rất đẹp nha. Với 9 chỗ ngồi và giá tầm chỉ có 260 mấy triệu đồng thôi, 260 mấy triệu anh em nha. Thì xe này thì vừa rồi thì em mới về và cũng có anh trai anh lấy rồi do, nhưng mà do anh kinh doanh hay là làm như có một điều kiện gì đó anh làm không được, cho nên là chia lại bên em thì bên em lại thâu lại cho anh nha. Thì hôm nay em cũng lên sóng để giới thiệu cho anh chị bạn luôn. Xe này thì về thân vỏ bên ngoài thì em cũng đi một vòng cho anh chị bạn cùng ngắm nha. Tarez 205, đăng ký 207, số tự động. Đây, và chóa đèn rồi nó còn rất là sáng nha, la răng nó còn rất đẹp này, rất là liền. Nói chung là thân vỏ bên ngoài nhìn rất liền, sơn xi đẹp, không có bị chảy xước gì. Và đặc biệt nội thất ngoại thất thì cũng được chủ trước người ta bọc rồi lên đầy đủ đồ hết rồi. Xe này thực ra là trước đây là người ta chở học sinh đó chị. Xe này thì em cũng có làm một video khi mà thu mua chiếc xe này là trong một trường tiểu học. Làm xe trung chuyển chở học sinh, nhưng mà do nhu cầu học sinh người ta tăng đông thì người ta lên xe 16 chỗ và không sử dụng cái xe 9 chỗ này, cho nên có nhu cầu bán lại thì bên em tới tận nơi để thu mua luôn. Đây, mang biển 36 này, sơn xi rồi thân vỏ bên ngoài rất đẹp nhá, chóa đèn nó cũng khá là đẹp, màu này là màu xám lông chuột. Đấy. Đây, những cái chóa đèn, những cái la răng còn rất là đẹp, rất là mới nha. Và xe này đặc biệt là số tự động, động cơ máy dầu 2.5. Những cái dòng này là máy dầu thì nó rất là hiếm và rất là lâu lâu mới có một chiếc thôi. Còn máy xăng thì nhiều. Đấy, máy xăng thì không có ai mua. Cái dòng Tarez này đặc thù là máy dầu người ta mới chuộng nha. Và chiếc này em đang chào bán là 268 triệu đồng. Đấy, còn bớt lọc cho anh chị bạn. Đây, về nội thất bên trong này anh chị. Nội thất này. Đây, cái phần nội thất này. Ghế bọc da rồi anh em nha, ghế bọc da này. Đó, có đầy đủ chức năng. Đó, tôi khi an toàn, phiên bản số tự động. Trần có cửa sổ nóc. Đó. Ghế này rất đẹp, phiên bản số tự động. Đây anh em nha. Chóa đèn rất là sáng nha, chóa đèn còn rất là sáng nha. Đây, chóa đèn này. Chóa đèn rất là sáng. Đó thì với màu này thì em đang chào bán là 268 triệu anh chị nhá. Về nội thất bên trong này. Đây anh em xem này. Phần tốp ly này. Đó, ghế này. Đấy, ghế này còn rất là nhiều, rất là đẹp.
Cái này thì bọc lại loại da tốt nha anh em nhé. Nhìn cũng khá sạch sẽ, cũng rất là hài hòa với cái màu nội thất và cái màu sơn của xe. Đó, nhìn rất là sang, nhưng không quá quá nhầu, quá rất. Đấy, thì anh em mua về thì sẵn có sử dụng luôn, không cần phải làm gì thêm nhé. Cửa sổ trời, rồi trên trần cũng có bọc 5D, trần 5D đầy đủ hết rồi, có lót sàn 5D luôn rồi. Xe này anh em mua về sẵn sử dụng anh chị nha, phiên bản số tự động. Và cửa lùa anh chị nhá, cửa lùa. Xe này thì cửa lùa một bên. Đấy. Khoang nội thất khá rộng, anh em có thể đi 90 người rất hợp lý nhá. Đây, hàng ghế phía sau này có thể ngả xuống này, rất thoải mái nha. Đó, nội thất nhìn chung là rất đẹp. Với giá tiền thì luân quân chỉ có là 268 triệu đồng. Cho mẫu Tarez này. Và hàng này rất là hiếm, lâu lâu thì mới về một chiếc. Và đặc biệt rất là nhiều anh em hỏi em cái dòng của Tarez này nha. Và những cái dòng mà hơn 200 thì đa số là rất là ít. Đa số là những chiếc đề cao thì tầm 5-600 triệu thì cũng do điều kiện thì nhiều gia đình không có thể mua được. Và những cái tính chất công việc như làm trung chuyển rồi làm xe chở công nhân học sinh thì những chiếc xe rất hợp lý luôn. Hoặc chở đi dịch vụ đi chùa. À, những chùa, bên chùa hay sử dụng những chiếc xe Tarez này để sử dụng mấy cái đi lễ thì rất hợp lý luôn. Thì chiếc này thì em đang chào bán chỉ có lân quân là 268 triệu anh em nhá. Còn bớt lọc còn thương lượng, anh em nào quan tâm thì có thể tới tận nơi trực tiếp em Việt, gặp em Việt để xem xe. Số line em Việt là 0969711141 và 0936793793 nha. Đó thì cảm ơn anh em quan tâm. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.